Và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái thông tin mà được chia sẻ ngày hôm nay Thì sau khi mà cái đợt đi xuống giá đó các bạn thấy được là đã có 1,89 tỷ đô la đã bị thanh lý ở trên những cái sàn mà cho chơi hợp đồng Thật ra mà nói là con số này so với lại cái số lượng mà bị thanh lý à, Cái lúc mà cái thuyết của Elon Musk, Cái lúc mà cái thông tin được chia sẻ là công ty Tesla Uh, thu mua 1,5 tỷ đô la Bitcoin đó. Thì cái con số mà bị thanh lý này đó đã cao hơn là cái con số mà bị thanh lý khi mà chúng ta nghe nói tới cái thông tin liên quan đến cái số lượng người mà bị thanh lý khi mà thông tin liên quan đến công ty Tesla thu mua Bitcoin thì cái số lượng người bị thanh lý lúc đó là chỉ có tổng cộng là khoảng 483 triệu mà thôi Thì tại sao bây giờ chúng ta lại thấy là Giá tiêu chi điều chỉnh xuống 10% Và nhiều hơn cho những cái con khác Như là 23% Thì lại có nhiều người bị thanh lý hơn như vậy Trong khi mà giá tăng trưởng rất là mạnh Mấy chục phần trăm Khi mà cái thông tin liên quan đến là công ty Tesla thu mua Bitcoin Thì tại sao bây giờ lại có nhiều người Bị thanh lý hơn Thì tôi nghĩ là cái câu trả lời bây giờ Đó chính là liên quan đến là các bạn thấy là Trong cái thời điểm mà chúng ta nhận được thông tin liên quan đến công ty Tesla thu mua Bitcoin đó thì lúc đó các bạn thấy được là giá Bitcoin đã tăng lên tới là 16% trong vòng một ngày đó nhưng mà chúng ta thấy được là thời điểm đó thì có nhiều người lo có nhiều người sốt nhưng mà trong thời gian gần đây sau khi mà cái thông tin đó được chia sẻ đó thì các bạn đã thấy được là hầu như rất nhiều người đang lo trên những cái sàn margin bây giờ những cái sàn mà cho giao dịch hợp đồng cho nên các bạn mới thấy được là một số những cái dịch vụ như là dịch vụ StopX chúng ta đã nói tới Tại vì quá nhiều người cùng một lệnh cùng một chiều cho nên nhiều sàn họ sợ là không có chịu nổi cho nên có nhiều sàn bây giờ một chuyên sàn điển hình chúng ta biết là sàn NFX đã ngưng hoạt động trong thời gian mấy ngày qua tại vì họ thấy là thị trường bây giờ là cùng một xu hướng nhưng mà cũng vì lý do đó khi mà giá Bitcoin mà có một cái đợt điều chỉnh đi xuống nhanh như là tối ngày hôm qua thì lại có rất nhiều người đang giữ linh lon và bị thanh lý cho nên mới dẫn tới là 1,89 tỷ đô la bị thanh lý liên quan đến Bitcoin và Ethereum và các bạn thấy được là cái số tiền mà bị thanh lý nhiều nhất là ở trên sàn Binance Hầu như các bạn thấy là phần lớn 993 triệu là bị thanh lý trên sàn Binance 370 triệu bị thanh lý trên sàn Huobi 292 triệu bị thanh lý trên sàn Bybit 111 triệu bị thanh lý trên sàn OKX 53 triệu bị thanh lý trên sàn Bitmax 49 triệu bị thanh lý trên sàn FTX 23 triệu bị thanh lý trên sàn Debit và chỉ có 3 triệu bị thanh lý trên sàn Bitfinex. Thì bây giờ nhiều người nói đây là đầu dẫn chứng là chúng ta có rất nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ mới tham gia vào thị trường này, đang sử dụng sàn Binance rất là nhiều cho nên mới có nhiều người bị thanh lý như vậy trong khi mà sàn Bitfinex là một sàn mà có thể là có ít người mới tham gia vào hơn cho nên cái số lượng bị thanh lý là ít hơn và cái số lượng đòn bẩy trên sàn Bitfinex thì thấp hơn sàn Binance rất là nhiều cho nên có rất nhiều người đang bị thanh lý trên sàn Binance cho nên vì lý do đó hiện bây giờ có rất nhiều như bạn mới tham gia vào thị trường crypto này cho nên thường lúc nào cũng nhắc nhở các bạn là các bạn mà trade thì có rất là nhiều nguy hiểm ba thân thường là chỉ thích đầu tư trung minh giá và dài hạn mà thôi nhưng mà nếu các bạn thích trade thì các bạn có thể là trade nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận và quản lý vốn hóa thị trường này nếu như các bạn nhìn từ bên ngoài vào thì có thể cảm thấy là rất dễ ăn nhưng mà các bạn thấy là khi chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu sâu về thị trường này thì không có dễ ăn như các bạn nghĩ cho nên các bạn cần phải có một cái chiến lược đầu tư vững chắc lâu dài tôi nghĩ là một những câu hỏi mà nhiều bạn muốn biết đó chính là trong thời gian này chúng ta nhận được rất nhiều những thông tin tốt thì những ai vẫn còn đang bán bitcoin trong cái thời gian này thì chúng ta hãy nhìn vào một tài liệu được chia sẻ hồi sáng này bởi Classno. Đây là cái thống kê mới nhất thì chúng ta thấy được là có một số những điều để được chia sẻ trong cái thống kê này. Các bạn thấy được đầu tiên hết á, là chúng ta nhìn vào biểu đồ này. Đây là cái biểu đồ là bao nhiêu Bitcoin đang ở trên sàn bởi Classno. Các bạn thấy được là cái thống kê của Classno cũng tương tự là hoàn Hai cái công ty này là hai công ty mà đi theo dõi những tài liệu on-chain và chúng ta thấy được là cái đường màu vàng này là bao nhiêu Bitcoin trên sàn Thì trong khoảng thời gian là 12 tháng qua đã từ từ đi xuống và các bạn thấy được là tốc độ đi xuống cũng rất là nhanh Có nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin hơn trên sàn Và thống kê này cho thấy được là cái lần cuối cùng mà có nhiều Bitcoin trên sàn đó chính là ngày 11 tháng 2 năm 2020 Và sau đó Bitcoin đã từ từ biến mất đi trên sàn Có nghĩa là đã có nhiều người thu Bitcoin sau đó họ đã đem ra khỏi sàn Và trong vòng 12 tháng qua đã có 666,8 ngàn Bitcoin được rời khỏi sàn và bây giờ ở trên những sàn thì chỉ còn có 2,34 triệu Bitcoin mà thôi Cho các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy đường màu vàng này đi xuống Thì các bạn thấy là cái đường giá cả có nghĩa là cái đường mà màu xám bên dưới này tăng trưởng Thì đương nhiên các bạn thấy là nếu chúng ta có cái nguồn cầu giống nhau Hoặc là tăng trưởng nhưng mà nguồn cung giảm xuống thì giá sẽ tăng lên Đây là một điều rất bình thường Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy là giá cả tăng lên các bạn có thể nói là vì nhiều lý do khác nhau như là chúng ta thấy có cái sự FOMO đến từ những nhà đầu tư lớn, nhưng mà đến cuối cùng thì vẫn là quy ra nguồn cung và nguồn cầu. Có nghĩa là các bạn thấy được là nguồn cung giảm xuống, nguồn cầu tăng lên thì giá sẽ có cái dấu hiệu tăng trưởng. Đây là điều đầu tiên được chia sẻ và chúng ta muốn nói tới là hiện bây giờ thì những ai đang có cái dấu hiệu là bán Bitcoin khôi thì có hai cái yếu tố có hạt cái nhóm người mà đang có dấu hiệu bán và cái dấu hiệu đầu tiên nó đến từ những thời đào đương nhiên đây là một trong những đơn vị mà sẽ liên tục bán không cần biết là giá cả bao nhiêu họ bán ít thì bán nhiều mà thôi tại vì những thợ đào những công ty đào đây là họ làm ăn có nghĩa là họ cần phải bán bitcoin khi họ đào được để có tiền để mà trả nhân viên trả mặt bằng vân vân cho nên cái lực bán từ những thời đào là những lực bán mà chúng ta sẽ thấy thường xuyên nhưng mà chúng ta thấy được là trong tháng 1 mới đây đó thì các bạn thấy là cái lực bán ở thời đào đã tăng lên đây là theo cái biểu đồ của Lasno cái đường mà màu đỏ này, mũi tên màu đỏ này có cái xu hướng đi xuống có nghĩa là có được nhiều thợ đào di chuyển cái số lượng tiền trong cái ví của mình lên trên những cái ví của sàn và đương nhiên nhiều người nghĩ là tại sao mà một thợ đào, một công ty đào lại di chuyển bitcoin của mình từ ví mình vào ví của sàn thì đương nhiên người nghĩ là đem lên đó đi mà bán thì thường những thợ đào họ sẽ bán để có cái chi phí tiếp tục hoạt động nhưng mà trong tháng 2 này các bạn thấy được là cái xu hướng đã thay đổi cái mũi tên màu xanh này các bạn thấy là cái xu hướng đi lên nghĩa là trong tháng 2 này thời đào đã bán càng ngày càng ít hơn và ít hơn thì tại vì sao thì có rất nhiều những cái lý do chúng ta đương nhiên không biết được tại vì chúng ta không phải là những người mà chủ của những cái xưởng đào này cho nên chúng ta không biết được quyết định là tại sao nhưng mà có thể là họ đã bán đủ trong tháng 1 để có chi phí tiếp tục hoạt động trong vòng vài tháng tới đây nhiều thời đào đó có xu hướng là họ đầu tư rất nhiều về mặt máy móc để mà đào bitcoin họ bỏ rất nhiều công sức thì đương nhiên là họ phải có một cái lòng tin nhất định vào trong tương lai của bitcoin cho nên nhiều thời đào khi mà có thể họ sẽ giữ lại bitcoin để không bán nếu như họ nghĩ là giá tăng lên thì có thể là một là họ đã bán đủ trong tháng 1 để có thể là duy trì hoạt động trong vòng vài tháng tới còn hai là có thể là những thông tin gần đây liên quan đến là công ty tesla thu mua bitcoin và bây giờ lại nghe nói tới nhiều công ty khác có thể là đi theo công ty Tesla làm những điều tương tự khiến cho nhiều thợ đào có ý định giữ lại Bitcoin dù sao đi nữa sự thật là cái lực bán của thợ đào đã giảm đi trong thời gian tháng 2 này cho nên nếu nói về một cái đơn vị mà vẫn còn đang bán thì đương nhiên thợ đào là một cái đơn vị đó nhưng mà nếu nói về cái sức bán thì cái sức bán bây giờ là không như là tháng 1 mới đây nhưng mà còn một đơn vị khác nữa bây giờ có dấu hiệu bán và đó không phải là những cá voi mà là những người mà đã lưu trữ Bitcoin trong vòng nhiều năm qua bây giờ đang có lời. Các bạn thấy được là hai biểu đồ này, cái biểu đồ ASOL và cái biểu đồ CDD này đó là hai biểu đồ này cũng tương tự như là nhau. Đây là cái biểu đồ mà đi theo những tài liệu trên mạng lưới blockchain để xem coi là những cái đồng mà đã được lưu trữ nhiều năm, khi nào mới di chuyển và tính theo giống như là chúng ta nói tới là CDD đi thì đây là những cái dữ liệu tính coi là trung bình thì khi Bitcoin sang từ ví này qua cái ví khác đó thì cái sự di chuyển đó là những Bitcoin đó trung bình là được lưu trữ bao nhiêu trong cái ví cũ trước khi mà di chuyển thì đương nhiên các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta thấy cái đường màu vàng này tăng lên có nghĩa là nhiều Bitcoin đã không di chuyển từ một thời gian dài bây giờ mới di chuyển thì cái đường màu vàng này tăng lên thì các bạn thấy được đó là chúng ta thấy rất nhiều những Bitcoin đã được di chuyển mà đã lâu rồi không được di chuyển trong cái phạm vi từ tháng 11 cho đến khoảng chừng là cuối tháng 12 có nghĩa là có rất nhiều Bitcoin đã lâu rồi không di chuyển nhưng mà lại có, có sự di chuyển thì có nghĩa là những người mà đã có lời tại vì họ đầu tư từ bấy lâu nay đã di chuyển để mà họ bán kiếm lời để mà chốt lời nhưng mà chúng ta thấy được là trong cái tháng 1 đó thì cái đường màu vàng này đã đi xuống có nghĩa là không có nhiều người chốt lời nhưng mà gần đây trong vòng một tuần qua các bạn thấy được là trong tháng 2 này thì đường màu vàng lại có cái sự tăng trưởng và dựa theo thống kê của Lasno đó thì đã có nhiều bitcoin được lưu trữ trong một khoảng thời gian xoay quanh cái mức là bitcoin khoảng chừng là 12.000 đô đã được di chuyển trong thời gian gần đây đây là một những dấu hiệu là những người mà thu mua bitcoin có mức là 12.000 đô đã có dấu hiệu chốt lời và đây là cái nhóm người mà đang có dấu hiệu bán ở thời điểm hiện bây giờ đương nhiên đây không phải là một điều mà tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ quá lo ngại Tại vì đương nhiên chốt lời không thể chốt mãi được Chốt lời cho đến khi nào mà không còn lời để chốt nhưng mà thôi Và đương nhiên là cái số lượng người này chốt lời thì không phải là những cá voi Cho nên họ sẽ không có phải là chốt của một lượt Nhưng mà bây giờ đây là một trong những cái nhóm người mà đang bán bây giờ Những người mà có lời Tại vì họ đã mua Bitcoin có mức là 12.000 đô Bây giờ các bạn thấy là 48.000 đô thì họ đã lời 4 lần rồi Đây là cái số lượng người mà đang có dấu hiệu chốt lời ở thời điểm hiện tại đây là thống kê mới nhất được chia sẻ bởi Classno về tình hình hiện bây giờ.